Xin chào tất cả các bạn, hiện tại anh Thư đang có mặt tại hòn đảo Coffee Fee tại Phuket, Thái Lan. Và hôm nay anh Thư có một cái chuyến đi Thái Lan này cùng với bạn Thiên Thư, anh Bo và hai người bạn thân của tụi mình là anh Mạch Tim và bạn Thỏ nữa. Thì bây giờ anh Thư đã đến được với cái resort sau một cái ngày dài đi bay từ Việt Nam qua đây. Bây giờ anh Thư rất là nóng lòng cho các bạn cùng với anh Thư khám phá xem là cái phòng ở của anh Thư, anh Bo và bạn Thiên Thư sẽ trông như thế nào nha. Các bạn coi nè, đây là một phần của đảo Coffee Fee ha. Ở ngoài kia là biển và cái resort của tụi mình thì nó nằm kiểu như lọt hỏm ở trong một cái khu rừng á. Nó dạng vậy đó, nó rất là thiên nhiên. Và ở trong đây là cái ban công của tụi mình đó. Tụi mình mới vô thôi cho nên là cũng chưa có set up cái võng ở đây. Cái võng này có thể dăng ra tới đằng kia luôn. Và sau đó mình có thể nằm trượt trên cái võng này để mà tận hưởng cái không khí trong lành. Ở đây là có một cái bàn ghế để mà mình nhâm nhi uống trà với bạn bè đó. Vì ở đây là nơi rừng cho nên là người ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa kính và một cái lớp cửa chống muỗi để mình không bị muỗi cắn nè. Bây giờ mình sẽ vào trong nha. Đây, nói chung là căn phòng này á được chia ra làm mà hai căn. Lúc đầu là đặt một căn thôi, nhưng mà tại vì nhờ bạn của anh Thư là chị Thỏ có tích điểm khá cao cho nên là chị ấy đã đặt được một cái căn phòng gọi là xịn nhất ở Viking Beach Resort này luôn. Thì đây, cái phòng này anh Thư cảm giác giống như là một cái phòng hội họp á các bạn. Nó sáng sủa, nó trang trí ở đây rất là đẹp, có gương nè. Rồi ở đây là còn có một cái tủ, thì tủ này có lẽ là tủ quần áo. Chúng ta có cái gì đây ta? Ở đây là quần áo của tụi mình. Quần áo này là để thay trong lúc mà mình ở trong phòng nè. Và có cả một cái tủ lạnh cũng khá là to đấy. Để coi trong đây có gì. Wow, có rất là nhiều nước ngọt. Và ở đây là bánh kẹo. Hello, đây là Thiên Thư mới từ trong toilet bước ra. Rồi, mình sẽ đi một chút vào trong cái toilet này các bạn khám phá nha. Trong đây thì có một cái bồn tắm và hoa sen, đèn đuốc đầy đủ. Rồi có gương và anh Thư rất là thích cái bồn rửa tay này luôn. Từ vì kiểu nó là nguyên một cái chậu đá tự nhiên rất là đẹp. Rửa tay. Đây là một cái thùng rác. Cái kiểu thiết kế khá là độc các bạn. Nó làm như là làm lứa bằng tre á. Và ở đây là có một cái cửa sổ đó mà nhìn ra cái khu rừng già bao quanh cái nơi mà tụi mình ở. Và các bạn thấy không, cái rừng này nó có cái đường đi nè. Đường đi xuống biển là đường ở đó. Khá là đẹp. Còn bây giờ 5 người chúng mình chuẩn bị đi tắm biển. Ở đây còn có một cái cây. Đây là một cái cây để móc đồ. Đó, em thấy rất là hay. Và các bạn ơi, đây chỉ là cái phòng bên ngoài thôi ha. Và bây giờ phòng bên trong. Ai đây? Anh Bo. Hello các bạn. Đang ngồi soạn đồ. Các bạn, đây là cái phòng ngủ của tụi mình ha. Thiết kế khá là đẹp. Có quạt trần luôn. Rồi còn có máy lạnh nữa. Và ở đây là gì đây? Ồ, cái này là cái gì nhỉ? Thiên Thư ơi, Thiên Thư tới đây coi. Cái này này đổi đầu hả? Khốn kỳ kỳ, không biết nữa. Cái vòng thì cũng quá là rộng luôn. Có thể là người ta muốn trang trí theo một cái ý nghĩa gì đó của người Thái, mình cũng không rõ. Nói chung là rất là tiện nghi nha. Có luôn máy sấy tóc nè, khăn giấy, sách. Đó, sách. Sách tiếng Anh. Để mà mình chán quá là mình đem ra cái võng mình ngồi đọc sách. Đây là TV, chậu hoa nằm dưới đất và một cái két tiền nhỏ. Cái giường, cái giường này là ba đứa mình sẽ ngủ vào tối nay. Đó, rất là rộng các bạn. Thiên Thư của chúng ta thì các bạn sợ, thấy rồi đó. Sợ không phải ba đứa, có hai đứa, Thiên Thư, vậy hồi nãy chị anh Thư nói anh Thư là sẽ ở ra ngoài ngủ. Còn cái này chỗ này là anh Bo chị anh Thư. Ngày hôm nay anh Thư tính rồi, anh Thư tính là cái chỗ này là anh Thư với lại anh Bo ngủ. Còn Thiên Thư á là sẽ ra ừ, ngoài cái phòng đó hoặc là không phải cái chỗ mà có cái võng. Các bạn ơi, anh Bo mới set up cái võng ở ngoài đây nè cho tụi mình nằm nè. Cái võng nó hơi cao nhỉ. Ồ, rất là đẹp. Góc này mà chụp hình sống ảo là hết sảy luôn. Đây là chỗ cửa phòng mình đi ra ngoài ha. Đó. Đây.
có cây chổi luôn. Đây là cái khung cảnh xung quanh khi mà tụi mình ra khỏi phòng. Và đây là phòng của tụi mình, còn bên đây là phòng của Martin và Thỏ. Các bạn ơi, đây chính là cái phòng mà tụi mình sẽ ở Coffee Phi. Thì tụi mình định là ở Coffee Phi một đêm. Sau đó cái ngày tiếp theo là tụi mình sẽ về Phuket để chơi tiếp nữa. Thì hôm nay sẽ enjoy ở Coffee Phi. Bây giờ tụi mình đang chuẩn bị đi ra ngoài tắm biển nè, ăn uống nè, cho nên là mình sẽ dẫn các bạn đi cùng luôn nhé. Các bạn ơi, tụi mình còn thủ theo đôi giày. Đôi giày này là để đi biển. Anh Bo cũng có một đôi. Anh Bo có một đôi màu xanh. Bây giờ tụi mình sẽ giúp mang vào để đi tắm biển và đi ăn. Rất là đáng yêu. Cái gì như con báo đốm vậy? Đây là bạn Thỏ. Đó. Thỏ xích trong mũi chưa? Đi bơi mà xích trong mũi. Thì một hồi xuống dưới. Ủa anh Tiên không mang giày giống tụi em mà. Đây là cái bạn tụi mình mua trong một nhóm nè. Trong đó anh Tin với bạn Thỏ là giống nhau, còn lại là khác nhau hết. Đây là các bạn, phòng của anh Mặt Tin và bạn Thỏ y chang tụi mình vậy đó các bạn. Ồ chưa nha. Mọi người đang chuẩn bị đi tắm biển và các bạn có thể thấy khi nào mà anh Bo nhà này chở lên như vậy là đó là cái... Tụi mình có một cái xì ta gọi là ở bên trong mặc bikini và ở ngoài là sẽ khoác một cái áo thun nhẹ nhàng. Cái đường bên kia là sẽ đi xuống khu biển của Viking, còn cái đường này sẽ xuống khu biển của Long Beach Resort. Thì mình trước đỏ ngồi đi anh. Mình tắm bên nào cũng được các bạn. Mà mình muốn xuống tắm ở đây thì mình phải đi đường rừng. Đây. Coi chừng nha. Dạ dạ. Mình phải đi đường mòn Hồ Chí Minh nhé. Mang dài hết. Này, trời giấy này thôi. Đó các bạn ơi, cái là mang một nguyên một bài bắt heo. Em cũng cái đôi giày vải này em thử thấy thích quá. Đây này mày tập trung mày đi đó mày ơi, mày vừa đi mày vừa nói. Chỉ có 140.000 thôi mà. Bớt 10.000 hả? 139.000. Các bạn mua ở quận 1 thì sẽ là 450, còn mấy bạn mua ở những cái quận Tân Bình thì nó còn 140.000 thôi. Su cẩn thận nha Su. Ủa bé Su sao không có kẹp tay mà đi thì Thỏ ơi, Su đó, ngoài kia là biển đó các bạn. Su đi đi phía sau chị Thỏ nè. Nguy hiểm quá cho nên trong đời em đợi chị đi. Nói chung là đường khá là dốc cho nên là tụi mình tạm dừng ở đây nha các bạn. À, mình đã ra biển rồi các bạn ơi. Trời ơi, đẹp quá Su ơi. Đẹp quá luôn á, cái màu tỏa luôn. Mình tụi mình đã xuống biển rồi mà cảm giác của mình là dưới đây khá là nhiều đá ngầm các bạn, đá nhỏ, đá bé, đá lớn cũng có hết. Nhưng mà rất là mát, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Gần 6 giờ, dạ. Buổi sáng nó 6 giờ rưỡi còn vẫn còn trời còn tối. Lạnh quá tụi. Anh ơi, anh có vui không? Vui nè. Chuyển thơ, có vui không? Rất vui. Mà cẩn thận nha, đá ngầm rất là nhiều đá ngầm. Hay, sau khi tắm biển, biển nhiều đá ngầm quá, đau chân quá. Thì bây giờ lên bãi biển chơi. Đây là chú chó Coffee Phi. Rất là bự và siêu to khổng lồ. Trời ơi, bự dữ vậy. Hello. Và cho các bạn xem là đây là bãi biển của Viking Beach Resort. Là bãi biển của tụi mình đó. Thì các bạn thấy là nó có phong cách đá đen nè. Kiểu nó hoang sơ, nó giống như trên đảo nhiều hơn. Trời ơi, đằng kia là ai? Hai người đàn ông các bạn. Hai người đàn ông. Chả không cho rợ luôn á. Yêu luôn á.
mình đã tắm biển xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên resort để ăn tối nhé. Đây là khu vực nhà hàng của mình. Người ta đang nướng gì đó rất là nhiều khói các bạn. Và đây chúng ta sẽ có một số món ăn. Sao cái sống vậy Xuân? Cá giả hay cá thiệt à? Cá sống đúng rồi anh. Cái sống là nó còn bê 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 bê, còn cái này cá tươi sống. Đây là cái menu của Viking Beach. Có rất là nhiều món ngon, các bạn có thể xem chung với tụi mình. Gà rán nè, trứng chiên, gỏ nộm, cơm chiên, spaghetti. Video khám phá Coffee Fin ngày đầu tiên của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Và đừng quên 9 giờ sáng mai đón xem video tiếp theo tụi mình khám phá 5 hòn đảo tuyệt đẹp của Coffee Fin như thế nào nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Something love you.